Thưa quý vị, hệ thống các di tích ở thành phố Đà Nẵng không chỉ thể hiện bản sắc, cốt cách, cội nguồn của Việt Nam nói chung, mà còn mang dáng nét, bản lĩnh đặc sắc rất riêng trong quá trình tồn tại và phát triển. Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp sáng tạo và đồng bộ, thành phố Đà Nẵng đã bảo tồn và phát huy giá trị di tích có hiệu quả, góp phần đưa những giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật của địa phương cũng như đất nước đến gần hơn với người dân và bạn bè quốc tế. Phóng sự được thực hiện nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam ngày 23 tháng 11. Một số di tích đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách, là động lực phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tiêu biểu năm 2019, trước thời điểm Covid-19, di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, Bảo tàng Đà Nẵng đạt hơn 33.000 lượt khách tham quan. Cùng với đó, di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón được hơn 2 triệu lượt khách, đóng góp doanh thu hơn 83 tỷ đồng. Hiện nay, những điểm di tích này vẫn đang thu hút đông đảo khách quốc tế đến tham quan tìm hiểu. Thành phố Đà Nẵng có những ngọn núi, những bãi biển đẹp, và nhất là có nhiều nét văn hóa, lịch sử, giá trị độc đáo. Tôi cảm thấy rất vui khi được tìm hiểu khám phá những điều này tại các khu điểm du lịch và ban ngày hay ban đêm của thành phố để có những nét đặc sắc khác nhau để du khách có thể trải nghiệm. Để di tích có thể trở thành điểm đến thu hút như trên, vai trò của các ban quản lý, tổ bảo vệ di tích là rất quan trọng. Bởi đây là tổ chức trực tiếp thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ di tích, đồng thời là sợi dây liên hệ giữa di tích với các cơ quan quản lý. Ngành văn hóa thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để cập nhật các kiến thức về quản lý và xử lý những vấn đề phát sinh cho các ban quản lý, tổ bảo vệ di tích gắn với cộng đồng cũng như các cơ quan quản lý. Mục đích của lớp tập huấn là nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến trong năng lực hoạt động của các ban quản lý di tích, cũng như là khuyến khích động viên toàn thể xã hội, cộng đồng cùng chung tay quản lý và bảo vệ di sản văn hóa nói chung và di tích nói riêng. Theo Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng, hiện thành phố có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích quốc gia, 67 di tích thành phố và hàng trăm công trình, địa điểm có giá trị lịch sử văn hóa khác. Luôn xác định nghĩa vụ và trách nhiệm bảo tồn di tích, cứ định kỳ 5 năm một lần, Đà Nẵng đều ban hành đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, cũng ban hành quy chế về quản lý di tích phân theo từng đối tượng cụ thể. Thành phố cũng rất quan tâm đến công tác quảng bá, phát huy giá trị di tích, trong đó chú trọng việc chuyển đổi số. Trong cái công nghệ áp dụng về cái chuyển đổi số hiện nay, thì lĩnh vực bảo tàng cũng là một cái lĩnh vực mà trọng điểm của ngành văn hóa để giới thiệu, quản lý cái hệ thống di sản nói chung. Chúng tôi đã cập nhật, đã số hóa được các di vật, đã đưa lên cái bản 3D của các cái không gian di tích, của không gian trưng bày, và dần dần thì chúng tôi cũng cập nhật dần với phương thức đó, là cập nhật dần cho toàn bộ hệ thống dữ liệu của chúng tôi. Song công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn hiện vẫn còn tồn tại một số bất cập do nhiều lý do khách quan và chủ quan. Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung đa dạng hóa các hình thức truyền thông, quảng bá thông tin về du lịch văn hóa Đà Nẵng, đồng thời khai thác các tiềm năng thế mạnh du lịch đường thủy nội địa nhằm phát huy giá trị di sản tại các khu vực dọc tuyến sông.